Hello, I am Captain Kiki. Please choose a ship for me. Okay, Dragon boat. Hôm trước chúng ta đã thực hiện xong cái nhiệm vụ của chiếc thuyền đơn giản. Come and help me choose a ship. Thuyền rồng. Nào, chúng ta sẽ sử dụng thuyền rồng để làm các nhiệm vụ nhé. Dragon boat. Add pretty decorations to the ship. Okay, let's go, little captain. Captain Kiki, the princess mermaid is captured by the octopus. Can you find them? I'll find the princess mermaid. Follow the map to find the octopus and the princess mermaid. The princess mermaid is waiting for us. Keep going. Rồng màu xanh và đầu màu vàng. Here comes the pirate. Let's defeat him. I will get you. Bắn chúng ta. Phá vỡ cái cây cái gì nó bay đến trường chúng ta. Chúng ta đã bắn cả và liệu này I will be back. You have defeated the pirate. Great job. Here is your reward. Yeah, you've got a piece of the ship. We are about to put all the pieces together. Keep collecting. Go! The destination is in sight. The destination is right ahead. Let's... that ship is on fire. Let's put out the fire. Put out the fire on the ship with foam. Một con tàu gặp nạn thì chúng ta cần chữa cháy con tàu này. Ok. Oil spills can contaminate the ocean. Be sure to clean it up thoroughly. Dầu. Con tàu bị hỏng nên là dầu đã mang ra khắp vùng biển. Chúng ta cần phải hút dầu để bảo vệ môi trường. Ok. Đã xong. Great. The fire was put out in time. Here is your reward. Please open it. Phần thưởng của nhiệm vụ này là một mảnh ghép tiền mới nha. We are about to put all the pieces together. Keep collecting. Tiếp tục the princess mermaid is waiting for us. Keep going. There is a storm. Be careful. Steer the ship to the nearest port. Nó chết nhiều quá. Ôi, nó xoáy. Qua. Nhiều chướng ngại vật. Watch out! The storm is getting stronger. Qua. The storm is even stronger. Let's speed up. Yeah. We are at the port. Tie the rope and secure the ship. Buộc thuyền vào neo thôi. You are safe from the storm. Here is your reward. Please open it. Yeah, you've got a piece of the ship. We are about to put all the pieces together. Keep collecting. Go! The destination is in sight. Bão
đã đi qua và cầu vồng đã lên. Captain Kiki, we failed to catch any fish. Can you help us? No problem. Chúng ta sẽ bắt cá giúp hai bạn mèo nha. Help me find okay, these fish. Ok, cần bắt ba loại cá này. Một cú. Hai cú. Ba cú. Help me find these fish. Tiếp tục. Here are fish for you. Thank you, Captain Kiki. Thank you, Kiki. Here is your reward. You've got a piece of the ship. We are about to put all the pieces together. Keep collecting. Ok, the destination is right ahead. Tiếp theo nào. Let's keep going. Chúng ta đã hoàn thành 4 nhiệm vụ rồi. 4 nhiệm vụ trên 6 nhiệm vụ. Đấy. The sea monster is getting in our way. Lại là những cái mực này. Let's chase the sea monster away. Bắn lên cái này để cứu cái này không chết được một con cá. Here comes the octopus monster. Wow, đã xong. The sea monster is defeated. Here is your reward. Mở tấm mảnh ghép tiếp theo nào. Ok, mảnh ghép cuối cùng của chiếc thuyền. Chúng ta đã có rồi. All pieces of the hovercraft have been collected. Keep sailing. Let's go. Let's go. This is the service station. Steer your ship inside and have it checked. Chiếc thuyền đã đi qua rất nhiều. Quãng đường rất dài nên nó đã bị hỏng rất nhiều chỗ. There is peeling paint in the dragon boat, and the nails on it are also rusty. Take out the rusty nails and replace them with new ones. Ok, nhổ những chiếc đinh cũ và đóng đinh mới nào. Đấy. Hai chiếc và chiếc thứ ba. À, chúng ta sơn lại chiếc thuyền nhá. À, sơn lại chiếc thuyền cho nó thật là mới. Wow, lại đẹp rồi. Our ship has been repaired. Here is your reward. Please open it. Wow, you've got a sticker. Sticker. À. Keep sailing. Let's go. Đến cứu nàng tiên cá à. Chúng ta đâu rồi? Wow, the princess mermaid is on that island. The princess mermaid is right here. We need to unlock this coded lock before entering. Em mở khóa để cứu nàng tiên cá nào. Slide the coded lock to find the correct shape. Trái tim. Ok, đã đúng mật mã. Rồi đã được mở. Welcome, Captain Kiki. Mr. Octopus wants to make friends with us. What do you think of it? Really? That's right. Let's be friends and enjoy delicious food together. Okay. Great job. Here's your reward. Wow, you've got many